Kính chào quý vị, tôi là MC Ảo của Đài Phát Thanh và Truyền hình Tây Ninh. Mời quý vị cùng lắng nghe bản tin trợ lý Ảo Điểm Báo, 6 giờ, hôm nay, ngày 31 tháng 01 năm 2022. Những thông tin được đăng trên trang mới.com.com sẽ mở đầu bản tin hôm nay. Lượng khách đến các chợ vào buổi sáng 31 tháng 1 tăng mạnh 20-30% so với ngày trước, song giảm 15-40% so với cùng kỳ năm ngoái. Tại các hệ thống phân phối hiện đại, sức mua sáng 29 Tết tăng 30-50% so với sáng hôm trước, tăng gấp đôi so với ngày thường, nhưng chỉ bằng 85-90% so với cùng kỳ năm ngoái. Đến 12 giờ trưa 29 Tết, các chợ và một số hệ thống siêu thị đóng cửa. Một số hệ thống siêu thị lớn đóng cửa dần đến trước 19 giờ. Các hệ thống cửa hàng tiện lợi 24/7 tiếp tục phục vụ 24/24 giờ. Thưa quý vị, nhiều ngư dân miền Trung vui mừng chia sẻ chuyến biển cuối năm đánh bắt được khá nhiều thủy hải sản. Đây cũng là chuyến biển kết thúc một năm đầy khó khăn do dịch bệnh, nhưng tất cả đều ước mong và hy vọng sang năm mới 2022, mọi thứ sẽ sáng hơn và sẽ bội thu nhiều mùa lọc biển. Ngư dân Hồ Điệp, tàu cá QN92264 tiến sĩ vui mừng vì sau 15 ngày ra khơi, tàu cập đánh bắt được lượng cá lớn. Anh Điệp chia sẻ, năm nay thời tiết thuận lợi, giá cá lại cao nên chuyến biển này rất hiệu quả. Anh em bạn thuyền đều mừng vì chuyến biển Tết về lượng cá tôm, cá mực rất lớn mà lại được giá. Trừ chi phí mỗi người được 10 đến 12 triệu đồng để đón Tết rồi, anh Điệp nói. Theo trang tuổi trẻ.vn. Thưa quý vị, ngày 31 tháng 1, cơ quan cảnh sát điều công an tỉnh Kiên Giang vừa tạm giữ Phạm Văn Sang, 32 tuổi, ngụ huyện Kiên Lương, nghi phạm gây ra vụ phóng quả đốt nhà làm cháy lan hơn 10 tàu cá. Cơ quan cảnh sát điều công an cũng tạm giữ hình sự Quỳnh Kim Gia Luật, 19 tuổi, ngụ huyện Kiên Lương để điều tra hành vi hủy hoại tài sản theo điều tra ban đầu. Tối 28 tháng 1, Sang đến nhà bà Phạm Thị Huế chi chủ tàu cá mà Sang đi làm thuê, ở huyện Kiên Lương xin tạm ứng tiền để mua sắm Tết và chuộc xe máy. Chiếc xe máy này Sang cầm cố nhưng không có tiền chuộc nên nhờ bà chi chuộc giùm. Bà chi không cho Sang ứng tiền, đồng thời còn lấy xe máy của thanh niên này. Nguyên nhân là do Sang còn nợ tiền bà chi. Tức giận, Sang nhờ Luật đi mua can xăng, bật lửa, ghi sau đó, Sang đến bà chi đổ xăng, châm lửa đốt. Khi đó, nhà bà chi chứa rất nhiều xăng dầu, đám cháy bùng phát dữ dội. Ngọn lửa cháy lan xuống hơn 10 tàu cá đang đậu tại cảng Ba Hòn, trong lúc nghỉ Tết. Vụ cháy làm thiệt hại 5 căn nhà, 11 tàu cá, tổng thiệt hại hàng chục tỷ đồng. Thưa quý vị, giá dầu thế giới ngày 31 tháng 1, giá dầu thô ngọt nhẹ WTI giao tháng 3 tăng hơn 1 đô la Mỹ, lên 88 đô la Mỹ một thùng. Dầu Brent giao cùng thời điểm đứng ở mức 91 đô la Mỹ một thùng, tăng gần 1 đô la Mỹ một thùng trong phiên. Trong nước, ngày 31 tháng 1, giá bán lẻ xăng dầu trong nước cụ thể như sau: xăng E5 RON 92 không quá 23.595 đồng một lít, xăng RON 95 không quá 24.360 đồng một lít. Dầu diesel không quá 18.903 đồng một lít, dầu hỏa không quá 17.793 đồng một lít và dầu ma dút không quá 16.993 đồng một ký. Với đà tăng giá dầu thế giới, dự kiến trong kỳ điều hành giá dầu sắp tới của Liên Bộ Tài chính, Công Thương, giá dầu sẽ được điều chỉnh tăng. Chuyển sang một tin thế giới nổi bật trên trang thanh niên.vn. Theo một tổ chức nghiên cứu ở Trung Quốc, Mỹ đã triển khai ít nhất 4 máy bay quân sự được mệnh danh chim ưng biển để trục vớt chiếc máy bay chiến đấu F-35C bị rơi ở Biển Đông. Lực lượng bảo vệ bờ biển Nhật Bản ngày 29 tháng 1 ra cảnh báo cho biết các hoạt động trục vớt đang được thực hiện tại một khu vực ở phía bắc của Biển Đông cho đến khi có thông báo mới. Các động thái này được thực hiện sau khi Mỹ ngày 24 tháng 1 xác nhận một chiếc F-35C Lightning II, máy bay chiến đấu tàng hình tiên tiến nhất của Washington, đã rơi xuống biển sau một sự cố hạ cánh trên tàu sân bay USS Carvinson khi thực hiện hoạt động thường lệ. Thưa quý vị, thầy giáo Phạm Văn Thăng, sinh năm 1981, giáo viên trường Trung học cơ sở Vĩnh Thành, đã có hành động dũng cảm cứu học sinh thoát khỏi đuối nước. Mời quý vị cùng lắng nghe chi tiết câu chuyện. Vào khoảng 17 giờ ngày 28 tháng 5 năm 2021, vì lo lắng cho hai đứa con đang đi tắm kênh cùng các bạn, nên thầy đã đi xe máy ra khu vực đê để tìm. Khi đến khu vực máng Xuân Tiêu,
đoạn từ kênh Vách Nam dẫn nước sang xã Hợp Thành, huyện Yên Thành. Thầy Thanh dừng xe lại hỏi các cháu xung quanh có các con tắm ở đây không. Lúc này thầy nhận thấy nước ở máng cạn hơn so với bình thường. Nghi ngờ có trẻ nghịch ngợm chắn cống nước phía trên nên tôi đi ngược lên để kiểm tra. Khi lên đến gần 2/3 cầu máng thì phát hiện có bàn chân hở lên trên mặt nước. Sau đó tôi cùng người cháu vội vàng kéo nạn nhân lên bờ. Lúc này nạn nhân là một bé gái đã tắt thở, tím hết người, nhiều chỗ trên cơ thể bị xây xát. Thầy Thăng kể là nghĩ là cháu bé không sống nữa nhưng với chút hy vọng mong manh, thầy Thăng đã nỗ lực hô hấp nhân tạo, dùng các biện sơ cứu để cố gắng cứu sống cháu bé. Sau 15 phút tiếp tục thực hiện các động tác sơ cứu, cháu có biểu hiện trào nước, dần có nhịp thở. Sau 30 phút, cháu mở mắt nhưng không nói được gì. Ngay sau đó có nhiều người đến hỗ trợ và di chuyển cháu ra xe để đưa đi cấp cứu. Chị Nguyễn Thanh Hiền, mẹ cháu Phương Linh, cho biết cháu Linh hiện đang được điều trị tích cực tại Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An. Hiện tại cháu đã tỉnh táo, sức khỏe dần hồi phục. Ngày 4 tháng 6, Liên đoàn Lao động huyện Yên Thành đã tổ chức biểu dương thầy giáo Phạm Văn Thăng vì đã có hành động dũng cảm cứu người thoát khỏi đuối nước. Câu chuyện được trang Infonet Việt Nam net.vn đăng tải. Thưa quý vị, làng Gò Cỏ, xã Phổ Thạnh, huyện Đức Phổ, cách trung tâm thành phố Quảng Ngãi khoảng 45 km về phía nam, nằm sát bên đầm An Khê và bờ biển Sa Quỳnh. Nơi đây lưu giữ nhiều dấu tích của văn hóa Sa Quỳnh cách đây hàng nghìn năm, có bờ biển quan sơ, tuyệt đẹp và đầm nước mặn tự nhiên. Theo các nhà khoa học, Gò Cỏ hình thành từ thời văn hóa Sa Quỳnh cách đây khoảng 2.500-3.000 năm, hội tụ tinh hoa của ba nền văn hóa Sa Quỳnh, Chăm Pa và Đại Việt. Điểm đặc biệt là ngôi làng tồn tại liền mạch từ đó đến thời Khmer, nối tiếp nhiều thế hệ tư dân đến nay. Nơi đây không bị bỏ qua bởi sự đô thị quá mà vẫn giữ cho mình một nét quan sơ, chân chất hiếm có. Ngôi làng chỉ có khoảng 105 hecta, với vỏn vẹn 83 hộ dân, đường đi vào quanh co gập ghềnh. Điểm hấp dẫn đầu tiên khi đến Gò Cỏ là sau nhiều năm tạo dựng, đến giờ dân làng vẫn gìn giữ, tôn tạo thêm những con đường lát đá núi, bờ rào, bậc thang, kè đá giữa đất, tất cả đều được xếp bằng đá núi, theo thời gian đã kết nối liền mạch vững chãi và đẹp mắt. Không chỉ có cảnh sắc hữu tình, sản vật từ biển cũng là thứ không thể bỏ qua khi đặt chân đến Gò Cỏ. Thiên nhiên khắc nghiệt là vậy nhưng cũng dành đãi ngộ cho ngư dân nhiều đặc sản. Tấm lưới đầy tôm cá làm vơi đi nỗi nhọc nhằn trên nét mặt các lão ngư. Nội dung được theo trang báo doanh nghiệp vn.vn. Sa mạc nhỏ tên là Carcross ở Yukon, Canada. Diện tích của nó khoảng 600 m² và có thể đo được bằng cách đếm bước chân. Carcross cũng là nơi nhiều nhà khoa học và nhà địa chất tranh cãi để làm sáng tỏ nhiều hiện tượng kỳ lạ ở đây. Vào mùa hè, những cồn cát lộ thiên sẽ là chốn yêu thích cho những người trượt cát và trở thành nơi trú ẩn cho dê núi, hươu, cừu. Khi đông đến, nó lại biến thành một địa điểm trượt tuyết tuyệt đẹp. Các nhà địa chất cho rằng sự hình thành của sa mạc Carcross là kết quả của 10.000 năm lớp vỏ trái đất thay đổi. Khi băng bắt đầu tan chảy, nước rút về phía nam Yukon để lại một thung lũng lồi lõm. Theo thời gian, những hồ nước khổng lồ hình thành trong thung lũng này và khi băng tiếp tục tan, mực nước bị rút xuống một lần nữa. Sau đó, cát được thổi đến nhờ những cơn gió từ phía tây bắc, sinh ra một sa mạc Carcross. Một điều kỳ lạ nữa là một sa mạc khô cằn, thì nó thường nhận một lượng mưa từ 250mm đến 500mm một năm. Nhưng Carcross mặc dù nằm trong khu vực có độ ẩm cao, mưa nhiều nhưng nơi này lại không có mưa. Tuy không nhận được lượng mưa nhiều nhưng vì nơi này, nhờ thấm hút nước từ các khu vực xung quanh nên lúc nào cũng ẩm ướt. Chính vì vậy mà thảm thực vật ở đây rất phong phú. Các nhà khoa học nhận định rằng sa mạc Carcross trước đây nằm trong lòng hồ băng Pleistocene và khô cằn do hiệu ứng bóng mưa từ những ngọn núi phía nam Yukon. Mặc dù gió rất khắc nghiệt và gây ức chế cho hầu hết đời sống thực vật, nhưng cồn cát là nơi sinh sống của một số loài thực vật khác thường hiếm thấy. Thông tin dựa trên bài đăng của trang doanh nghiệp vn.vn. Quý vị thân mến, bản tin trợ lý áo điểm báo 18 giờ hôm nay xin được tạm dừng tại đây. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Thân mến chào tạm biệt.